Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với video ngày hôm nay của Connect Research. Thì trong video lần này mình sẽ chia sẻ về một cái vấn đề đang khá là hot trên thị trường những ngày gần đây, đó chính là Shanghai Upgrade, một trong những bản cập nhật lớn nhất của blockchain Ethereum kể từ sau sự kiện The Merge diễn ra vào tháng 9 năm ngoái. Thì mình sẽ chia sẻ về những gì mà các bạn cần phải biết về những câu hỏi mà chúng ta đang đặt ra và cũng như là cái phản ứng của thị trường sẽ như thế nào sau khi mà Shanghai Upgrade diễn ra thành công. Ok, bắt đầu nhé. Đầu tiên thì các bạn cần phải biết là Ethereum Shanghai Upgrade là một trong những đợt nâng cấp hard fork của mạng lưới Ethereum blockchain, cho phép người dùng có thể rút ETH đã tham gia staking trên Bitcoin kể từ cuối 2020. Với việc mà The Merge đã hoàn thành được một khoảng thời gian tương đối từ khoảng tháng 9 năm ngoái, thì các dev của Ethereum đã bắt đầu làm việc với bản nâng cấp lớn tiếp theo trên toàn mạng Ethereum, đó chính là Shanghai Upgrade. Thực chất Shanghai chỉ là một cái tên nâng cấp cho execution layer của Ethereum, trong khi Capella mới là cái tên nâng cấp cho consensus layer của Ethereum. Tuy nhiên thì do cái việc mà nâng cấp trên cả layer của Ethereum sẽ diễn ra trên cả đồng thời cả consensus layer cũng như là execution layer, nên người ta vẫn thường gọi dùng Shanghai để ám chỉ là cái tên cả hai bản nâng cấp. Mấu chốt chính của Shanghai chính là việc mà bổ sung những cái tính năng nạp rút ETH mà đã được stake trước đó trên Bitcoin chain. Các validator sẽ có thể rút những cái phần thưởng, những cái reward từ consensus layer và toàn bộ lượng ETH mà họ đã stake trên Bitcoin chain. Ok, thì cùng mình đi sâu hơn vào cái vấn đề này một xíu nhé. Thì thực chất mà nói á, thì các đề xuất được thực hiện trong Ethereum Shanghai Upgrade bao gồm các bản EIP sau này. Thứ nhất là EIP 4895, thứ hai là EIP 4860, EIP 4855, EIP 4851. Yeah. Ban đầu thì thời gian dự kiến diễn ra là vào khoảng cuối tháng 3 2023. Tuy nhiên thì tới khoảng đầu tháng 3 thì cái team dev của Ethereum đã đưa ra thông tin là cái thời điểm nâng cấp Shanghai Upgrade sẽ bị dời lại cho tới khoảng ngày 13 tháng 4, 12 13 tháng 4 2023, tức là khoảng đó trong một tuần sắp tới thôi. Ok, thì mình sẽ đi sâu hơn về một số những cái EIP sẽ diễn ra trong cái bản Ethereum Shanghai Upgrade này. Thứ nhất là về EIP 4895. Thì EIP 4895 tức là việc mà sẽ cho phép các validator rút ETH ra khỏi Bitcoin chain. Đây cũng là một trong những cái EIP quan trọng nhất diễn ra trong đợt upgrade lần này. Thì có hai cách rút ETH như sau. Thứ nhất là rút một phần, thì nó sẽ cho phép người dùng là rút cái phần thưởng, tức là rút cái reward từ ETH staking. Tức là ví dụ như bạn nạp 32 ETH vào thì bạn sẽ được quyền rút cái phần lãi ra, còn để phần gốc ở lại. Lượng 32 ETH gốc ban đầu vẫn sẽ ở lại, và các validator sẽ vẫn tiếp tục là một phần của Bitcoin chain và tiếp tục thực hiện cái công việc là xác thực trên mạng lưới, xác thực cái giao dịch đó. Phương thức thứ hai đó chính là rút toàn bộ, thì sẽ cho phép rút toàn bộ cái lượng ETH stake gốc ban đầu cũng như là cái lượng phần lãi, phần thưởng về. Ok, thì đó là EIP 4895. EIP 3860 sẽ giới hạn cái kích thước tối đa của cái init code là 49152 và thêm 2 gas cho mỗi chuỗi 32 byte của init code. Việc này nói chung là nói ngắn gọn lại một xíu thì việc này sẽ giúp giải quyết cái vấn đề của phí gas trên Ethereum, tức là nó sẽ giảm phí gas trên Ethereum. Bởi vì cái bản cập nhật The Merge mình đã nhấn mạnh khá là nhiều lần ở những cái video trước đây, đó chính là cái bản cập nhật The Merge, thì sau khi cái bản cập nhật The Merge chỉ đã thành công thì cả phí gas cũng sẽ không được giảm, cũng như là tốc độ giao dịch của Ethereum sẽ không được giảm. The Merge chỉ đơn thuần là một cái sự kiện mà khiến cho đại diện cho cái việc mà Ethereum chuyển từ blockchain proof of work sang proof of stake mà thôi. Ok. EIP 3855, đây là một cái bản cập nhật sẽ giúp thu nhỏ kích thước của các smart contract và tối ưu hóa nó. Và cuối cùng là EIP 3651, hay còn gọi là warm coinbase, tức là sẽ giúp giảm phí gas cho các builder tương tác trên mạng lưới. Không, cái warm coinbase này không hề liên quan tới sàn giao dịch coinbase, nó chỉ là một cái tên thôi. Ok. Nói ngắn gọn lại một xíu về cái vấn đề mà nạp rút ETH này. Nếu mà muốn rút ETH về thì các validator sẽ phải cập nhật cái credential của mình là 0x0 lên 0x01, từ 0x00 lên 0x01. Thì các validator đời đầu thì thường sẽ chưa cập nhật lên cái chuẩn này. Một block chỉ có thể diễn ra khoảng 16 lần chuyển đổi credential từ 0x00 lên 0x01. Và việc rút cái phần thưởng, tức là rút cái reward sẽ diễn ra tự động cho các validator sẽ phải cập nhật lên chuẩn là 0x01. Tức là các validator sẽ phải cập nhật cái contract của mình là từ 0x00 lên 0x01 để có thể thực hiện mà rút thực hiện cái việc rút phần thưởng, rút tiền từ trên Bitcoin chain về. Yeah. Một block thì chỉ có thể thực hiện được khoảng tối đa 16 lượt rút ETH. Và nếu các validator muốn rút tất cả các ETH của mình đã stake, rút toàn bộ thì họ phải cập nhật lên chuẩn 0x01, ngắn gọn là như vậy.
Thì tình hình ở hiện tại là đang có khoảng 20% validator chưa cập nhật lên chuẩn 0x01, tức là họ vẫn đang ở giữa 0x00, tức là họ vẫn chưa có ý định mà thực hiện cái root của cái việc root của mình. Và trong số đó thì các validator của Lido Finance, tức là một trong những cái protocol có TVL lớn nhất thị trường ở thời điểm hiện tại, chính là những người mà đã cập nhật là nhiều nhất trên chuẩn này, tức là 88% trong tổng số validator của Lido đã cập nhật lên credential 0x01. Và số lượng người đã cập nhật này của Lido chiếm đến hơn 60% tổng số validator đã sẽ được nhận cái reward từ bên phía Ethereum. Ok, nhiều bạn coi đến đây thì có thể đặt câu hỏi là điều này sẽ khá tệ đối với Ethereum khi mà số lượng reward, cái số lượng phần thưởng hoặc là cái số lượng các validator rút tiền này tập trung quá nhiều vào tại Lido, và liệu nó có ảnh hưởng gì tới thị trường hay không. Tuy nhiên thì trái lại thì mình nghĩ đây sẽ là một cái điều tốt cho Ethereum, bởi vì khi mà Lido nhận được reward nhiều thì nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục restake lại, tức là họ đem phần thưởng nó tiếp tục stake tiếp lại vào các validator mới để tối đa cái lượng yield mà họ nhận được, tức là lãi kép á. Điều này sẽ làm giảm cái sell pressure của lên giá ETH trên thị trường sau cái khoảng một khoảng thời gian sau sang hai. Đó là quan điểm của mình. Ngoài ra các validator của Lido còn đều là những một trong những cái validator gọi là đời đầu, tức là họ thuộc dạng staking đời đầu á. Họ đã tích lũy được một số lượng lớn cái lượng reward từ Ethereum. Điều này có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn vào cái lại bức tranh mà những cái validator mà cập nhật lên credential 0x01 á, thì những người mà sẽ nhận reward tự động á, thì các Lido validator đó là người nắm giữ những cái phần reward đó vượt xa những cái validator khác. Ok, một điều đáng chú ý nữa là là số lượng reward của các validator thuộc credential 0x00, tức là chưa cập nhật lên đó, là đang áp đảo hoàn toàn. Là như mình đã kể ở trên đó, là các validator này sẽ phải chuyển đổi cái credential của mình lên 0x01, và quá trình này sẽ bị giới hạn bởi mỗi block, tức là một block sẽ cho phép một số lượng giới hạn những cái validator cập nhật lên thôi. Và việc validator có credential 0x00 rút cái phần thưởng của mình trong những ngày đầu tiên, và nó sẽ diễn ra từ từ, và trong viễn cảnh tệ nhất là các validator họ sẽ xả những cái phần reward của mình ngay khi rút được, thì khủng không thể nào mà có chuyện mà cái lượng reward này sẽ bị đâm trong một ngày được. Các bạn hiểu vấn đề không? Tức là các validator sẽ phải chuyển đổi cái credential của mình từ 0x00 lên 0x01, nó sẽ bị giới hạn bởi mỗi block mà Ethereum tạo ra. Ví dụ như một block nó chỉ cho khoảng 16 validator chuyển đổi, và thì cái việc chuyển đổi đó sẽ diễn ra từ từ, chứ không thể nào mà có việc là toàn bộ các Ethereum nó rút về một lần xong xả một lần được. Đó là vấn đề ở đây. Ok, thì dễ dàng thấy khi mà các bạn sang hai upgrade vừa được hoàn tất thì số lượng ETH rút ra trong một block sẽ tăng dần theo thời gian. Như mình đã nói, nó sẽ tăng dần theo thời gian. Do đó hầu hết cái quan điểm cho rằng là ngay sau khi vừa update thì lượng ETH rút ra sẽ đạt đỉnh điểm rồi giảm dần là hoàn toàn sai. Nói chung là số lượng reward rút ra sẽ đạt khoảng đâu đó khoảng 70 tiếng sau khi cập nhật sang hai hoàn tất, là nó tăng dần theo thời gian đó. Nói sâu hơn một tí nhé, bởi vì cái tỷ lệ rút ETH mỗi block của validator sẽ chuyển dịch dần từ phía các Lido validator sang phía các validator có credential là 0x00, nên sell pressure cũng sẽ vì vậy mà tăng theo thời gian. Theo quan điểm cá nhân của mình á, việc mà tỷ trọng của Lido là lớn trong các block đầu tiên sẽ là một điều tốt cho ETH, bởi vì họ không có cái xu hướng bán số ETH của mình sẽ nhận được. Chính vì vậy mà số lượng ETH, cái giá ETH của mình, theo quan điểm của mình là sau khi mà sang upgrade thành công nó sẽ không bị đung quá nhanh. Và điều này sẽ làm cho market không bị panic sell quá nhanh trong vài tiếng sau khi sang upgrade đã hoàn tất. Và lại trái với dự đoán của nhiều người là sẽ có khoảng 400.000 ETH sẽ được rút ra trong ngày đầu tiên, thì mọi tính toán hiện tại đang cho thấy là chỉ có khả năng là có hơn 100.000 ETH sẽ được rút ra trong khoảng 24 giờ kể từ sau khi mà sang upgrade đã hoàn tất mà thôi. Ok, thì nói dông dài và hơi khó hiểu là vậy thôi, nhưng mà nói tóm lại là viễn cảnh mà ETH sẽ bị panic sell, bị đâm giá mạnh ngay sau khi sang hai upgrade cập nhật thành công là theo mọi người là khó có khả năng xảy ra. Mặc dù là giá có thể bị đâm nhẹ một xíu, nhưng mà việc mà đâm mạnh mà panic sell mà giảm tới 10-20% thì theo mình là không có khả năng xảy ra. Ok, vậy thì hai cái câu hỏi lớn nhất mà ở thị trường đang đặt ra ở thời điểm hiện tại, như mình đã nói, đó chính là liệu mà giá ETH có bị đâm mạnh hay không, và liệu là các LSD, tức là những cái sản phẩm như Lido Finance, như Rocket Pool, như Frog Finance, nó sẽ gặp ảnh hưởng như thế nào. Thì câu hỏi đầu tiên là mình đã vừa trả lời bên trên rồi. Vậy thì đối với lại các liquid staking protocol thì sao? Một trong những cái ứng dụng lớn nhất mà các liquid staking protocol mang lại, các bạn phải hiểu, đó chính là họ giúp cho người dùng giải phóng cái thanh khoản trong khi vẫn nhận được yield từ hoạt động staking. Nhưng mà đã nói, yield từ hoạt động staking trên Bitcoin chain rơi vào đâu đó khoảng từ 4-5% trong khoảng vài năm trở lại đây. Thì cái lượng yield đó cao hơn rất nhiều so với lại việc lãi ngân hàng ở một số quốc gia phát triển trên thế giới, như là Mỹ, lãi suất ngân hàng trong khoảng thời gian vừa qua chỉ đó khoảng 0% mà thôi.
Thì cái việc đó là nó giúp cho người dùng vừa nhận được yield mà vừa có thể giúp cho người dùng có được cái thanh khoản trong cái tài khoản staking của mình và đem cái tài sản đó lại đi staking vào chỗ khác nữa để nhận được cái lãi kép kỳ quan thứ 8 trên thế giới đó. Chính vì vậy mà nếu các bạn sẽ khai upgrade đã thành công á và user có thể rút được lượng ETH mà đã stake trên Beacon Chain thì đây mình nghĩ là một quan điểm, theo quan điểm của mình là một bear case dành cho các sản phẩm USD khác khi mà nhu cầu bị sụt giảm và nhà đầu tư có thể bán đi các tài sản USD của mình. Hiển nhiên rồi, khi mà những cái nhà đầu tư biết được là mình có thể withdraw, tức là mình có thể rút đi được cái lượng mà ETH được stake trên Beacon Chain thì họ sẽ không còn cái việc mà sợ sệt cái vấn đề mà cái lượng tiền của mình bị giam nữa, và họ sẽ có nhu cầu tăng cái nhu cầu mà staking thẳng trực tiếp trên Beacon Chain của mình và trở thành một cái validator hơn là cái việc mà tiếp tục stake trên các USD khác. Và mình nghĩ là sau đó thì sẽ có một cái đợt bán tháo nhẹ đối với lại các sản phẩm USD khi mà người dùng cảm thấy là nhu cầu họ không còn nữa. Và nếu các dự án như là Lido Finance, như là Rocket Pool, như là Flux Finance không thể đảm bảo đủ thanh khoản cho các loại synthetic asset, tức là những cái STETH, những cái RETH, những cái Flux ETH của họ trên các pool như là Curve hoặc là các pool tương tự, để chỉ trong cái trường hợp mà user đồng loạt xả cái lượng tài sản của họ và làm repack thì nó sẽ khiến cho nó ảnh hưởng ít nhiều đến phía dự án. Chúng ta có thể nhớ cái lần mà STETH bị repack khi mà Alameda Research vào tháng 4 năm ngoái xả một lượng lớn, đâu đó khoảng vài chục triệu STETH ra khỏi thị trường, nó khiến bị defect, đã khiến cho dự án này bị ảnh hưởng thế nào. Ok, thì nói tóm lại theo quan điểm của mình là khả năng vào giai đoạn đầu sau sang 2 thì các LSB sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, và nếu không có những cái phương án ứng phó kịp thời nếu thị trường rơi vào biến động mạnh thì các dự án sẽ gặp phải những cái thiệt hại không nhỏ vào cái thời điểm đấy. Ok, thì đây là hai câu hỏi lớn nhất mà thị trường đặt ra cho những ngày gần đây khi mà sang ngày upgrade ngày càng tới gần. Thì hiển nhiên là sẽ còn những cái câu hỏi khác và mình sẽ cùng giải đáp ở đây luôn. Thứ nhất là chính xác thì sẽ Ethereum sang ngày upgrade sẽ diễn ra vào thời điểm nào? Thì sẽ tính theo giờ Việt Nam á, thì cái bản cập nhật sang ngày upgrade sẽ được Temdev Ethereum ấn định vào lúc khoảng 5 giờ 27 phút giờ Việt Nam ngày 13 tháng 4 tại cái epoch số 194048. Các bạn có thể theo dõi trực tiếp trên trang web là whenmerge.com. Sau sang 2 upgrade, sự kiện lớn tiếp theo của Ethereum là gì? Hiển nhiên là sang 2 upgrade là một trong những cái sự kiện lớn, bản cập nhật lớn nhất của Ethereum kể từ sau sự kiện The Merge diễn ra vào tháng 9 năm ngoái. Và sau sự kiện sang 2 upgrade này sẽ được coi là sang 2 upgrade này sẽ được coi là một cái bước đệm lớn để tiến tới cái giai đoạn The Search. Được sự thực hiện là sẽ diễn ra vào khoảng cuối 2023 này sẽ tới đầu 2024 năm nay. The Search là một trong những cái sự kiện mà nó được kỳ vọng là sẽ giúp tối ưu hóa, tức là đẩy cái tốc độ giao dịch của Ethereum lên tới khoảng đâu đó khoảng 100.000 transaction per second, tức là 100.000 giao dịch trên mỗi giây á. Ok, tối đa khoảng bao nhiêu ETH được rút mỗi ngày sau sang 2 upgrade? Thì như mình đã tính toán ở trên á thì cái lượng mà ETH được rút ra tối đa, lượng ETH được rút ra tối đa một ngày sau khoảng ETH sang ngày upgrade là khoảng đâu đó khoảng hơn 50.000 ETH. Với cái số lượng validator đang được hoạt động ở cái thời điểm mà mình quay video này là khoảng 518.000 validator. Rút được sau bao lâu thì nhận được ETH unstake? Theo tài liệu của Ethereum thì thời gian nhận được ETH sau khi thực hiện unstake sẽ được tính theo công thức nói chung là khá dài, thì nói chung là theo tính toán thì nó sẽ nhận mất được khoảng 3,5 đến 3,6, tức là khoảng 3,6 ngày để nhận được cái lượng ETH unstake đó. 3,6 ngày là đâu đó khoảng hơn 72 tiếng. Nói chung là khoảng hơn 72 tiếng kể từ sau sang upgrade thì tiền sẽ về ví của các validator nếu họ muốn rút ETH. Thì ok, trên đây là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ đến với mọi người về một trong những cái bản cập nhật lớn nhất của Ethereum kể từ sau sự kiện The Merge diễn ra tháng 9 năm ngoái, đó chính là sang 2 upgrade. Đây là một trong những cái sự kiện mà sẽ quyết định mang tính bước ngoặt lớn đối với thị trường trong khoảng thời gian sắp tới đây, nhất là khi chúng ta vừa trải qua khoảng 3 tuần với cái lượng biến động cực kỳ thấp và thị trường nó rất giằng co cái giai đoạn 28.000 này. Thì mình hy vọng video này có thể cung cấp đến cho các bạn những cái kiến thức cũng như là những cái chia sẻ bổ ích để các bạn tự tin đưa ra những cái quyết định đầu tư cho bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video sắp tới.